cho bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Ham Thủ Thuật của mình. Trong video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cách có thể là cài đặt camera iMount có cái modem đó là Q2E-D nhé. Đó, đây các bạn ý này, con này thì nó có cái độ phân giải đó là 1080p, tức là tương đương với là 2m nhé. Đây các bạn để ý đây, tên sản phẩm đây nhá. Đó là camera IP Wi-Fi iMount đứng này, model là Q2E. Đó. Rồi bây giờ thì mình sẽ mở hộp ra. Rồi mình sẽ mở hộp ra nhá. Đó. Ở đây thì nó có sách hướng dẫn sử dụng này. Và nó có một cái bản mẫu để chúng ta có thể là gắn lên tường. Đây là hai cái lỗ để chúng ta khoan này. Đó. Rồi ở đây thì mình sẽ bỏ ở đây có hai cái hộp này. Sẽ dốc hết ra nhé. Ở trong đây thì chúng ta sẽ có là một cái bộ cấp nguồn cho camera của chúng ta, bao gồm cái củ này và dây. Đó, ở đây thì chúng ta cũng có đầy đủ là vít và lở này. Đó, để chúng ta có thể là gắn. Sau khi mà các bạn cài đặt xong camera thì các bạn có thể là gắn lên cái vị trí mà các bạn mong muốn. Có thể là các bạn chỉ sử dụng cái miếng dán này để các bạn dính camera, cái chân camera vào, hoặc các bạn có thể là gắn chắc lên tường bằng cái miếng sắt này nhá. Đó, ở đây thì các bạn dán cái bản mẫu này lên tường này, sau đó là các bạn khoan này. Khoan xong thì các bạn đóng lở vào nhá. Đóng lở xong thì các bạn lại đặt cái miếng sắt này vào này, sau đó là vít vào. Đó. Rồi các bạn chỉ việc đặt camera lên đây thôi nhá. Vì ở dưới đít cái camera này nó sẽ có 5 châm nhá. Đó, bây giờ mình sẽ cho cái hộp camera này ra. Đó, camera của chúng ta đây. Đó, dưới đít này nó sẽ có 5 châm, nó bắt vào đây khá là khỏe này. Đó. Rồi, bây giờ thì mình sẽ tiến hành cài đặt camera nhé. Sau khi cài đặt xong thì chúng ta mới để vào những cái vị trí mà chúng ta mong muốn. Thì chúng ta mới bắt đầu bắt những cái sắt này vào tường. Hoặc là các bạn có thể là chỉ cần dán trực tiếp cái miếng này vào một cái bề mặt phẳng nào đó. Vào bề mặt phẳng. Rồi các bạn dính camera của chúng ta vào nhé. Đó, là ok. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành cài đặt camera nhé. Ở đây chúng ta để ý thì mình sẽ coi qua camera của chúng ta xem có những cái thành phần nào nhé. Ở đây thì mình đã chuẩn bị sẵn một cái thẻ nhớ để tẹo nữa mình cắm vào đây nhé. Cắm vào camera. Nhìn qua camera thì các bạn để ý là trông nó khá là nhỏ gọn. Và đằng trước đây thì chúng ta sẽ có là cái mắt cam này. Mắt camera này. Ở ngay phía dưới đây là sẽ có một cái đèn LED. Đó, tẹo nữa nó sáng lên, nó sẽ có sáng màu xanh nhá, xanh hoặc đỏ. Đó. Rồi ở phía dưới đây là có một cái lỗ là lỗ mic nhá. Đó, để giúp chúng ta có thể đàm thoại hai chiều. Rồi ở mặt sau đây thì chúng ta sẽ có loa này, cũng để giúp chúng ta đàm thoại hai chiều nhá. Rồi phía trên đây là nó có một cái mã QR code để chúng ta tẹo nữa chúng ta có thể là quét vào để chúng ta cài đặt nhá. Ngay phía dưới đây thì nó có một cái nút, đó là nút reset nhá. Các bạn chỉ việc bấm giữ vào đây thôi là chúng ta có thể là reset được camera của chúng ta về cái trạng thái mặc định ban đầu, giúp chúng ta có thể là cài đặt lại camera. Hoặc trong cái trường hợp mà các bạn chuyển camera đến một nơi khác thì các bạn có thể là bấm nút reset này để cho camera về trạng thái ban đầu để chúng ta có thể là cài đặt lại nhé. Đó. Còn ở đây thì chúng ta sẽ có một cái khe cắm thẻ nhớ này. Đó, các bạn để ý nhé. Ở phía dưới đây các bạn để ý nó có một cái lỗ cắm micro USB để chúng ta tẹo nữa chúng ta sẽ cắm cái dây này vào để chúng ta cấp nguồn cho nó nhé. Ngay ở phía dưới đây này. Rồi mình sẽ xem ở phía dưới đây. Đây các bạn để ý ở dưới đít đây thì nó có cái tên của camera này. Ở đây thì là chính là cái modem của nó nhé. Đây, ở đây nó có cái safety code này. Đó, chính là cái mã an toàn. Đó, rồi ở dưới đây là cái serial number này. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành cài đặt camera này. Đầu tiên thì mình sẽ đi cấp nguồn cho nó nhé. Ở đây nó có một cái ổ cắm này, mình sẽ cấp nguồn cho nó. Các bạn cắm giống như là cắm điện thoại thôi, khá là dễ dàng. Đây các bạn để ý nhá, ở ngay ở phía dưới đây nó có một cái lỗ cắm này, mình sẽ cắm vào đây để cấp nguồn cho nó nhé. Đó, rồi sau đó là mình sẽ cắm cái này vào ổ điện nhé. Ở ngay đây mình có một cái ổ điện đây rồi, mình sẽ cắm vào ổ điện này. Đó. Rồi các bạn để ý nhá, các bạn chờ cho cái tín hiệu. Đây có tín hiệu nguồn vào rồi, màu đỏ đây rồi nhá. Các bạn chờ một chút để cho nó sáng lên nhá, để cho nó chuyển sang màu xanh nhá. À mình quên đấy, các bạn rút nguồn ra nhá. Đầu tiên thì chúng ta cần phải gắn thẻ nhớ vào trước nhá. Đó, ở đây mình sẽ gắn thẻ nhớ cho cái camera này. Đây các bạn để ý ở đây, mình sẽ cho sát vào để cho bạn nhìn nhá. Ở đây chúng ta sẽ gắn thẻ nhớ vào theo cái chiều mà cái thẻ nhớ này nó hướng dẫn nhá. Đó, các bạn để chiều đúng như nó, mình để như này, sau đó là mình sẽ đẩy vào nhé. Mình sẽ dùng móng tay để mình đẩy vào.
Đó, nếu mà các bạn đẩy ra lần nữa thì nó sẽ bật cái thẻ nhớ ra nhé. Nó bật thẻ nhớ ra như này là tháo ra này. Đó, mình sẽ đẩy nó vào nhé. Nó như này là ok rồi. Và bây giờ mình sẽ cấp nguồn lại cho nó nhé. Sau khi mà cài đặt xong thì các bạn có thể là bóc cái ni lông này ra này. Các bạn có thể bóc ni lông này ra nhé. Rồi mình sẽ cấp nguồn lại cho nó nhé. Đấy các bạn ý này, nguồn nó vào đây, có cái nét nó màu đỏ rồi nhé. Các bạn chờ một chút thì cái đèn màu đỏ này nó chuyển sang màu xanh thì chúng ta mới tiến hành cài đặt nhé. Đó, nó chuyển sang màu xanh nhấp nháy như này là sẵn sàng cho cái việc chúng ta cài đặt. Để chắc chắn thì các bạn cũng có thể là reset lại nhé. Đây, để chắc chắn các bạn cũng có thể là bấm cái nút reset đằng sau này để chúng ta reset lại. Đó, mình sẽ bấm cái nút đằng sau đây để mình reset lại nhé. Đó, mình bấm giữ này. Các bạn để ý cái đèn này nhé. Đó, mình đang bấm giữ cái nút reset rồi. Đó, các bạn để ý nó kêu tít một cái thì các bạn nhả ngón tay ra. Nó chỉ có một cái tiếng kêu tít khá là nhỏ. Đó, các bạn để ý này, bây giờ nó lại chuyển về màu đỏ nhé. Rồi chúng ta sẽ chờ đợi cho nó chuyển sang màu xanh thì chúng ta sẽ tiến hành cài đặt. Nút reset giúp cho camera của chúng ta về cái trạng thái ban đầu nhé. Để chúng ta có thể là cài đặt lại camera trong trường hợp như là camera của chúng ta bị lỗi, hoặc là chúng ta chuyển camera đến một cái nơi khác chúng ta cài đặt thì chúng ta cũng cần phải reset giống như mình vừa nãy nhé. Đây các bạn để ý này, cái đèn của nó đã chuyển sang màu xanh nhấp nháy như này là sẵn sàng để cho chúng ta cài đặt rồi nhá. Rồi bây giờ thì mình sẽ sử dụng điện thoại của mình để mình cài đặt. Đây các bạn để ý nhá, ở trên điện thoại của mình thì mình đã cài đặt sẵn cái ứng dụng đó là iMaoLine rồi, và mình cũng đã tạo tài khoản email này rồi nhá. Nếu mà các bạn nào mà chưa cài đặt cái ứng dụng iMaoLine này và chưa tạo tài khoản iMaoLine thì mình cũng đã có một cái video ở dưới phần mô tả cái cách để chúng ta có thể là cài đặt ứng dụng iMaoLine và tạo cái tài khoản email để chúng ta có thể là cài đặt được cho những cái camera email này nhá. Đó, ở đây thì mình đã có rồi và mình cũng đã có tài khoản rồi nhá. Ở đây thì mình đã đăng nhập vào tài khoản của mình rồi. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành cài đặt nhé. Đây các bạn để ý nhá, các bạn sẽ bấm cho mình vào cái dấu cộng ở phía trên bên phải này. Sau đó là các bạn sẽ chọn cho mình vào là quét mã QR nhá. Rồi các bạn chọn cho mình vào là trong khi dùng ứng dụng này. Tiếp tục các bạn chọn cho mình là trong khi dùng ứng dụng. Rồi bây giờ thì mình sẽ quét cái mã QR ở ngay đằng sau cái con camera email này nhá. Mình sẽ đưa nó vào như này. Đó, nó đã nhận ra rồi. Ok, đây các bạn để ý nó nhận ra chiếc camera của chúng ta rồi nhá. Mẫu đây chính là modem này. Modem là IPC C22S-D. Đó, phía dưới đây là cái serial number nhá. Thì các bạn hoàn toàn có thể là lưu cái mã QR code này lại. Đó, các bạn có thể là lưu vào máy nhá. Còn ở đây thì mình sẽ bấm tiếp tục để mình tiếp tục cái quá trình cài đặt cái camera này. Các bạn để ý ở đây, các bạn phải kiểm tra xem là cái camera của chúng ta, cái đèn led này nó đã có màu xanh và nhấp nháy chưa nhé. Nếu mà đã có màu xanh và nhấp nháy rồi thì các bạn sẽ bấm tiếp theo cho mình. Đây các bạn sẽ bấm tiếp theo cho mình này. Rồi bây giờ thì nó sẽ đang tìm kiếm thiết bị nhé. Các bạn chú ý cho mình khi cài đặt như này thì các bạn lên để điện thoại và cái camera của chúng ta gần nhau một chút này. Cộng với là các bạn cũng lên để gần cái wifi của nhà chúng ta. Ví dụ trong trường hợp này của mình để ở đây là khá là gần rồi nhé. Rồi mình sẽ bấm vào là kết nối này. Ở đây thì nó sẽ kết nối với thiết bị trước này. Nó kết nối với camera của mình trước nhé. Mình sẽ bấm vào kết nối này. Rồi đến bước này thì mình sẽ cần phải chọn cái mạng wifi. Chọn cái mạng wifi của nhà mình thì ở đây mình sẽ kết nối luôn vào cái mạng wifi Tenda do cái con Tenda này nó phát ra nhé. Đây mình sẽ chọn vào cái mạng wifi Tenda này. Đó. Rồi đây thì mình sẽ điền cái mật khẩu của cái mạng wifi Tenda của mình vào nhé. Mình đã đặt mật khẩu là ham thủ thuật 2023 này. Đó. Mình có thể là bấm vào mắt này xem mình điền đúng chưa. Đó, đúng rồi. Mình sẽ bấm vào là tiếp theo này. Các bạn chú ý ở đây là chúng ta chỉ có thể sử dụng Wi-Fi 2.4G nhé để chúng ta cài đặt. Nếu mà Wi-Fi 5G thì camera của chúng ta sẽ không được hỗ trợ. Rồi bây giờ thì mình sẽ chờ đợi cái quá trình hoàn tất nhé. Đây các bạn để ý là cái đèn xanh của cái camera của mình nó không còn nháy nữa này. Đó.
Đó, như vậy là mình đã thêm thiết bị thành công rồi nhé. Đó, đây các bạn ý này, cái đèn xanh này nó không còn nhấp nháy nữa này. Đến đây thì các bạn có thể là đặt tên cho thiết bị, tùy theo các bạn có thể là chọn những cái tên có sẵn như là cửa trước, sân sau hay là nhà để xe, phòng bếp, đại sảnh, tầng hầm. Hoặc các bạn có thể là xóa đi, sau đó là các bạn điền theo cái tên tùy ý. Ví dụ như là, ví dụ ở đây mình điền là phòng làm việc chẳng hạn. Đó, như vậy là mình đã đặt xong cái tên của camera nhé. Tiếp theo thì các bạn cũng hoàn toàn có thể là thiết lập báo động này. Đó, các bạn chọn vào này. Ở đây thì mặc định của nó là nó đang bật nhá. Các bạn có thể là tắt đi này. Hoặc là đây chúng ta có thể là tùy chọn cái thời gian để chúng ta có thể là bật báo động nhé. Chúng ta có thể là tùy chỉnh thời gian của từng thứ này. Đó, các bạn chọn vào, sau đó là các bạn chọn thời gian thôi. Khá là dễ dàng. Tiếp theo các bạn cũng có thể là thay đổi cái độ nhạy của chuyển động. Đó, ví dụ như là các bạn tăng lên thì cái các bạn càng tăng lên thì cái độ nhạy phát hiện chuyển động nó càng cao nhá. Đó, ví dụ ở đây thì mình cứ để mặc định là 3 đi. Đó, mình quay trở lại này. Đó, vùng hoạt động này các bạn cứ để nguyên thôi. Rồi ở đây thì các bạn để ý múi giờ, ở đây thì các bạn cứ để mặc định là Bangkok, Hà Nội, Jakarta nhé. Rồi ở đây định dạng ngày thì các bạn có thể là thay đổi đi nhé. Ở đây mặc định của nó là đang là 5 tháng ngày này, mình có thể chọn vào này. Ở đây thì mình sẽ đặt là ngày tháng 5 nhé. Rồi mình sẽ chọn là OK này. Đó, rồi mình sẽ chọn là tiếp theo này. Đó, như vậy là cái camera của mình đã cài đặt xong rồi. Đây, cái camera này thì mình đặt tên là phòng làm việc này. Đó, để mình có thể là quan sát ở nơi làm việc chẳng hạn như vậy. Ở đây thì cái việc đầu tiên là tốt nhất là các bạn nên định dạng lại thẻ nhớ cho mình nhé. Các bạn sẽ bấm cho mình vào cái biểu tượng thẻ nhớ này. Ở đây này, các bạn để ý ở phía trên đây nó có cái biểu tượng thẻ nhớ nhé. Mình sẽ bấm vào. Bấm vào này. Đó, sau đó là các bạn sẽ chọn cho mình là định dạng. Rồi các bạn sẽ bấm cho mình là định dạng nhé. Nó sẽ xóa sạch tất cả dữ liệu ở trên thẻ nhớ của chúng ta. Mình sẽ bấm định dạng này. Đó, như vậy là nó đã định dạng xong rồi này. Đây các bạn để ý này, dung lượng nó đã về không rồi nhá. Mình quay trở lại này. Quay trở lại. Các bạn để ý ở đây là cái trang chủ nhá. Các bạn mà có những cái thông báo đẩy thì nó sẽ vào cái mục này nhá. Đó, mục này này. Đó, mình sẽ bấm OK này. Đây nhá các bạn, để các bạn xem những cái thông báo thì các bạn có thể là chọn vào để các bạn xem này. Đó, ngày hôm nay thì vừa lấy thì mình đã có phát hiện 3 cái thông báo phát hiện chuyển động rồi nhé. Đây, phát hiện người này. Đó. Rồi là nếu mà các bạn không muốn nhận những cái thông báo đẩy về cái điện thoại của chúng ta nó hiện lên cái thanh thông báo này thì các bạn có thể là vào đây này. Sau đó là chúng ta sẽ tắt cái mục đó là tin nhắn thiết bị này đi nhé. Đó, các bạn tắt đi này. Rồi ở cái mục là tin nhắn thiết bị được chia sẻ này, các bạn cũng tắt đi cho mình nhé. Đó. Khi các bạn tắt đi như này thì nó sẽ không có những cái thông báo đẩy nó hiện lên cái thanh thông báo điện thoại của chúng ta nữa nhé. Nhưng mà trong cái thông báo của ứng dụng thì nó vẫn có nhé. Đó, các bạn để ý nhé. Đây, trong thông báo của ứng dụng này thì nó vẫn có báo về nhé. Tùy theo, nếu mà các bạn muốn tắt hẳn những cái thông báo này thì các bạn sẽ tắt cho mình cái mục là phát hiện chuyển động đi nhé. Đó. Đây, còn cái phía biểu tượng hình người ở phía góc dưới bên phải này chính là những cái thông tin về tài khoản của chúng ta nhé. Đó, đây là thông tin tài khoản của chúng ta này. Rồi là có những cái cài đặt cho tài khoản của chúng ta này. Đó, đây cho cài đặt cho tài khoản của chúng ta, bao gồm là tài khoản và bảo mật này, rồi là giao diện màn hình chính này. Đây các bạn ý nhé, giao diện màn hình chính thì mình cứ để cái chế độ mặc định là cái mở rộng màn hình giống như này nhé. Đó, còn các bạn có thể là chọn theo cái kiểu màn hình như này, thu nhỏ màn hình như này. Mình cứ để mặc định như này đi. Rồi ở đây thì đặt lại mật khẩu thiết bị này thì mình không đặt lại nhé. Đó, mình sẽ quay trở lại này. Rồi ở đây thì mình sẽ có những cái mục như là tệp cục bộ. Đó, mình vào tệp cục bộ này. Thì đây sẽ lưu lại những cái hình ảnh và những cái video mà trong cái quá trình các bạn xem trực tiếp hay là các bạn xem lại camera mà các bạn muốn chụp lại hình ảnh này, hoặc là các bạn quay lại một đoạn video thì nó sẽ lưu vào đây nhé. Và lưu vào đây thì nó sẽ lưu ở trên điện thoại của chúng ta nhé. Rồi bây giờ mình sẽ quay trở lại. Tẹo nữa thì mình sẽ nói kỹ hơn cái mục này nhé. Rồi bây giờ thì mình sẽ về cái trang chủ này. Đó, mình sẽ về trang chủ này. Và bây giờ để mình có thể là xem được camera thì mình chỉ việc bấm vào, mình chỉ việc bấm vào cái camera mà mình muốn xem thôi nhé. Đây mình bấm vào cái camera này. Đó. Đây các bạn ý này, nó đang quay mình nhá. Và ở đây do là cái ni lông này mình chưa bóc ra này, thế nên là nó cũng sẽ hơi nhiễu một chút. Đấy, khi mà mình bóc ra thì các bạn để ý này, nó khá là nét. Đó, mình bóc cái ni lông này ra nhá. Đó. Đây các bạn hoàn toàn có thể là trong khi xem này thì các bạn hoàn toàn có thể là phóng to thu nhỏ được nhá.
Đó, các bạn hoàn toàn có thể là phóng to này, thu nhỏ được này. Đó. Rồi các bạn hoàn toàn có thể là xem này. Đó, các bạn hoàn toàn có thể là xem nhiều camera trên một màn hình như này nhá. Đó, các bạn có thể là thêm camera vào ở những cái ô này. Đó. Rồi các bạn cũng có thể là xem ngang nhé. Đây, ví dụ các bạn xem ngang điện thoại này, các bạn sẽ bấm vào cái biểu tượng này. Đó thì nó sẽ to ra như này. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ có những cái công cụ như là đây. Các bạn để ý nhé, ví dụ ở đây mình chụp, mình muốn chụp lại cái ảnh này thì mình sẽ bấm vào cái biểu tượng chụp ảnh này. Đó, như vậy nó đã chụp vào và nó sẽ lưu vào là tệp cục bộ mà vừa nãy mình bảo với các bạn nhé. Tiếp theo là mình hoàn toàn có thể là quay lại một cái đoạn video. Đây, ví dụ mình sẽ bấm vào cái biểu tượng quay phim này. Đó, nó bắt đầu nó ghi này, thời gian nó ghi này. Đó, mình cứ ghi vài giây. À đây, mình ghi được 12 giây rồi nhé. Nếu mà mình không muốn ghi nữa thì mình sẽ lại bấm lại vào cái biểu tượng camera này. Đó, như vậy là nó đã dừng ghi rồi và nó cũng sẽ lưu vào cái tệp cục bộ nhé. Tí mình sẽ quay lại cái tệp cục bộ để mình coi. Chúng ta chụp ảnh và chúng ta quay video như này thì nó sẽ lưu vào trong điện thoại của chúng ta nhé. Đó. Rồi ở đây chúng ta có thể là thay đổi cái độ phân giải màn hình khi mà chúng ta xem. Ví dụ ở đây là đang là HD, đây là nét nhất rồi nhé. Chúng ta có thể là thay đổi như thế này là sẽ nhiễu hơn này. Đó. SD này thì nó sẽ nhiễu hơn nhé. HD này thì nó sẽ nét hơn. Rồi ở đây thì chúng ta có thể là đàm thoại hai chiều bằng cách là mình sẽ bấm vào cái micro này nhé. Đó, và mình sẽ cấp quyền cho nó này trong khi dùng ứng dụng này. Rồi do ở đây là mình đang quay màn hình, thế nên là nó hiện lên cái thông báo này nhé. Mình đang quay lại cái màn hình bằng một cái ứng dụng khác, thế nên nó hiện lên cái thông báo này thôi. Mình sẽ bấm OK này. Đó. Rồi ở đây thì mình có thể là bật loa lên nhé. Đây, mình bật loa này lên để khi mà người khác nói vào camera này thì ở trên điện thoại này mình cũng sẽ nghe được nhé. Đó, tức là chúng ta có thể là đàm thoại được hai chiều. Đó, các bạn ý này. Mình tắt đi nhé. Do đây điện thoại mình để gần camera nên là nó sẽ réo nhé. Thế là mình tạm thời tắt đi. Khi mình bật lên như này thì mình nói vào chỗ camera này thì ở trên điện thoại của mình nó cũng sẽ có tiếng nói nhé. Mình sẽ nghe được. Rồi mình sẽ cho nhỏ lại nhé. Đây, mình sẽ quay trở lại đi. Quay trở lại này. Đó. Rồi ở đây thì chúng ta hoàn toàn có thể là thu nhỏ màn hình lại bằng cái biểu tượng này nhé. Cái biểu tượng là PIP này. Đó. Đó, mình có thể là thu nhỏ lại cái màn hình ở phía dưới đây. Đó, các bạn hãy phóng to ra này. Đó. Rồi ở đây chúng ta hoàn toàn có thể là xem được những cái thông báo phát hiện chuyển động bằng cái biểu tượng này nhé. Đó. Đây, phát hiện người này. Đó. Một loạt này. Rồi là chúng ta có thể là xem lại cái chức năng xem lại của camera email thì các bạn sẽ chọn vào cái biểu tượng này nhé. Đó, và mặc định thì nó đang ở cái tab đó là đám mây, và đương nhiên đám mây thì mình sẽ không sử dụng nhé. Nếu mà các bạn sử dụng đám mây này thì các bạn cần phải đăng ký email protect và các bạn phải mất tiền nhé. Thế nên là ở đây mình chỉ xem lại camera mà đã lưu vào thẻ nhớ của mình thôi nhé. Thì các bạn sẽ chuyển sang cho mình cái tab đó là thẻ nhớ này. Đó, đây là những cái video mà nó đã lưu vào rồi nhé. Đó, các bạn có thể là kéo để chúng ta xem lại. Đây, các bạn để ý là thời gian nó được sắp xếp theo một cái cột dọc như này. Đó, các bạn kéo xuống thì là chúng ta sẽ xem lại, mà các bạn kéo lên thì chúng ta sẽ xem tiếp cái thời gian nhé. Đây, ví dụ ở đây đang là 14 giờ này, mình kéo lên thì sẽ là ví dụ ở đây là 14 giờ 10 này, kéo lên tiếp là 14 giờ 20 này. Đó, nó sẽ có những cái video tương ứng ở phía bên đây để chúng ta chọn và để chúng ta xem nhé. Đó, ở phía bên phải này thì cái video để chúng ta xem thì nó sẽ có cái thông tin như là đây là cái thời gian bắt đầu của cái video này, và đây là cái thời lượng của cái video này. Như cái video này, cái thời gian nó bắt đầu quay là 14 giờ 15 và cái thời lượng của nó là 2 phút 54 giây. Đó, các bạn hoàn toàn có thể bấm vào để các bạn xem. Đó, đây các bạn để ý này. Đó, 14 giờ 15 nó bắt đầu nó chạy đây, cái video này nhé. Và ở đây các bạn có thể là chọn ngày xem bằng cách là các bạn bấm vào đây này. Đó, các bạn chọn ngày xem này. Nó khá là dễ dàng. Ok, ở đây thì nó có một cái chức năng này để chúng ta có thể là đăng ký email protect nhé, để chúng ta có thể là sử dụng lưu trữ đám mây. Nhưng mà với cái dịch vụ này thì chúng ta sẽ phải mất tiền, thế nên là mình sẽ không sử dụng cái dịch vụ này nhé. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ có thêm những cái mục cài đặt cho camera của chúng ta bằng cái biểu tượng cài đặt này nhé. Nó bao gồm là chúng ta có thể là, nếu mà chúng ta muốn tắt
cái phát hiện chuyển động thì các bạn sẽ chọn cho mình vào cái mục là phát hiện này nhé. Sau đó là các bạn sẽ tắt đi cho mình cái mục là phát hiện chuyển động này, rồi phát hiện con người này. Các bạn tắt hết đi cho mình hai cái mục này thì nó sẽ tắt cái mục phát hiện chuyển động đi nhé. Đó, mình quay trở lại này. Ở đây thì chúng ta có cái mục đó là lưu trữ cục bộ này, mình chọn vào quay sao. Đây chúng ta hoàn toàn có thể là định dạng lại thẻ nhớ này. Định dạng thẻ nhớ thì mình đã định dạng vừa nãy rồi nhá. Rồi ở đây có cái mục đó là quy tắc lưu trữ cục bộ này. Đó, các bạn hoàn toàn có thể là chọn cái độ phân giải để chúng ta lưu lại. Đây, ví dụ ở đây mình có thể là chọn chế độ chuẩn thôi nhá. Còn ở đây thì mình để cái chế độ mặc định là chế độ LED. Đó. Các bạn cũng có thể là ghi theo lịch trình nhá. Tùy theo các bạn. Rồi mình quay trở lại này. Ở đây thì các bạn hoàn toàn có thể là thêm vào màn hình chính. Đây các mục này các bạn hoàn toàn có thể là thêm vào cái màn hình chính cái camera của chúng ta nhé. Các bạn có thể là chọn vào đây. Đó, rồi các bạn cho thêm vào màn hình chính nhé. Mình sẽ bấm hủy đi. Đó, hủy đây. Cái thêm màn hình chính này thì các bạn hoàn toàn có thể là thêm ở ngay phía ngoài camera của chúng ta nhé. Tí nữa mình sẽ thêm vào màn hình chính cho bạn coi. Ở đây mình sẽ xem thêm những cái chức năng khác. Ví dụ như ở đây mình sẽ bấm vào thêm này. Những cái mục đèn nét hồng ngoại này các bạn cứ để mặc định. Rồi ở đây các bạn để ý cho mình cái quan trọng này chính là xoay hình ảnh này. Nếu mà các bạn mà lắp camera ngược lên trần nhà giống như này nhá, thì cái hình ảnh camera của chúng ta nó đang bị ngược. Thế nên là các bạn cần phải cái chức năng đó là xoay hình ảnh này nhá. Ví dụ ở đây là camera của mình nó đang bị ngược lại như này. Khi mà mình bấm xoay hình ảnh này, mình sẽ bật nó lên. Thì khi mà mình xem lại camera thì nó sẽ xuôi nhá. Đó, vì mình sẽ quay lại để cho bạn coi luôn này. Đây mình sẽ bấm vào là xem trực tiếp nhé. Đây vẫn là mình đang xem lại nhé. Đó, mình sẽ bấm vào là xem trực tiếp này. Đó bạn để ý này. Đó, như này là nó đã xuôi rồi nhé. Còn nếu mà mình để như này thì nó sẽ bị lộn ngược lại. Đó. Rồi mình sẽ quay trở lại cái mình sẽ vào lại cái mục cài đặt này. Thêm này. Mình sẽ tắt cái mục đó là xoay hình ảnh này đi nhé. Mình cần phải chờ một chút này, nó đang loát này. Đây mình sẽ tắt cái mục là xoay hình ảnh này đi nhé. Đó. Các bạn ở đây cũng có thể là khởi động lại thiết bị này. Đó. Quá trình khởi động lại thiết bị này nó giống như là chúng ta ngắt nguồn. Các bạn tắt nguồn khởi động lại thôi nhé. Cái mục này nó không có gì hết nhé. Giống như là chúng ta khởi động lại camera của chúng ta thôi. Đó. Mình sẽ bấm hủy bỏ này. Rồi mình sẽ quay trở lại nhé. Quay trở lại này. Đây nhá, bất kể khi mà các bạn, đây ví dụ đây là mình xem trực tiếp này. Hiện tại đây là mình đang xem trực tiếp nhá. Bất kể khi các bạn xem camera trực tiếp hay là các bạn xem lại camera như thế này. Đó, đây là các bạn xem lại camera nhá. Thì các bạn hoàn toàn có thể là sử dụng cái chức năng đó là chụp ảnh màn hình hoặc là quay lại video. Và khi các bạn sử dụng cái chức năng này thì nó sẽ lưu vào cái chỗ đó là file cục bộ. Bây giờ ví dụ mình sẽ chụp ảnh thêm và mình sẽ quay thêm nhá. Ví dụ đây mình chụp ảnh cái ảnh này này. Đó. Đã nó lưu vào tệp cục bộ rồi. Và mình sẽ lưu lại một cái đoạn video khác này. Đây là mình đang xem lại nhé. Mình xem lại trên thẻ nhớ. Bất kể khi các bạn xem lại trên thẻ nhớ hay là các bạn xem trực tiếp thì các bạn hoàn toàn có thể là sử dụng hai cái chức năng này. Đó. Nó giúp chúng ta có thể là chụp những cái bức ảnh hoặc là những cái đoạn video quan trọng lại để lưu vào điện thoại của chúng ta nhé. Ví dụ ở đây mình chỉ lưu mình chỉ ghi khoảng 25 giây thôi. Mình dừng này. Nó cũng sẽ lưu vào tệp cục bộ nhé. Các bạn có thể là bấm luôn vào để xem tệp cục bộ. Hoặc là các bạn có thể là quay trở lại cái màn hình chính này. Sau đó là các bạn vào cho mình cái biểu tượng hình người ở góc dưới bên phải này. Rồi các bạn sẽ tìm cho mình đây tệp cục bộ này. Đó, video là mình đã lưu lại là hai video này nhá. Đó, cái thời gian bắt đầu ghi này. Đó, mình sẽ vào mình xem lại này. Đó, các bạn vào xem lại video mà chúng ta vừa ghi. Những cái video và những cái hình ảnh này thì nó sẽ lưu vào điện thoại của chúng ta nhé. Đó, đây hình ảnh đây. Vừa nãy mình chụp lại hai cái hình ảnh này. Đó. Ok, tiếp theo là để các bạn có thể là chia sẻ và cho cái biểu tượng của camera của chúng ta ra ngoài màn hình điện thoại để chúng ta dễ dàng truy cập nhé. Thì các bạn sẽ chọn cho mình vào cái biểu tượng đó là đây, cái biểu tượng chia sẻ này. Đây, các bạn có thể là chia sẻ thiết bị này. Các bạn có thể chia sẻ camera thông qua chia sẻ bằng mã QR code này. Hoặc là các bạn có thể là thêm người dùng khác vào. Đó, các bạn bấm vào đây. Sau đó là các bạn sẽ nhập số điện thoại và cái email của cái tài khoản đó vào đây nhé. Và cụ thể cái cách chia sẻ camera email này thì mình sẽ làm ở một cái video khác nhé. Mình sẽ làm cụ thể hơn. Ở đây thì mình chỉ nói qua như này thôi.
Đó, ví dụ ở đây mình sẽ tạo, ví dụ ở đây mình sẽ thêm vào màn hình chính một cái biểu tượng để chúng ta có thể là truy cập cái camera này nhanh chóng và dễ dàng nhé. Đây mình sẽ bấm vào đây. Rồi mình sẽ bấm vào là cài đặt này. Các bạn để ý cho mình nhá, các bạn sẽ chọn cho mình vào là quyền khác này. Đó, rồi các bạn để ý cho mình cái lối tắt màn hình chính này. Ở đây thì nó chưa cho phép chúng ta thêm cái lối tắt vào màn hình chính nhá. Thế nên là mình sẽ cho phép cái quyền này. Đó, mình sẽ bấm là luôn cho phép này. Đó. Rồi mình sẽ quay trở lại nhá. Quay trở lại này. Rồi mình sẽ thêm lối tắt lại nhá. Đó. Cài đặt này. Rồi mình ra đây xem đã có lối tắt chưa nhé. Ở đây các bạn để ý này, có lối tắt rồi nhé. Đây có cái camera của mình đây, tên của nó mình đặt là phòng làm việc này. Ví dụ mà lần sau mình muốn mở camera của mình thì mình sẽ không mở iMouseLine nữa mà mình sẽ mở thẳng, mở trực tiếp cái camera này của mình nhé. Đó thì nó giúp chúng ta có thể là vào xem trực tiếp được luôn. Đó, vào xem trực tiếp được luôn này. Đó, ok, như vậy là video này mình đã chia sẻ với các bạn cách có thể làm cài đặt và sử dụng cái camera email Q2ED nhé. Thành công rồi. Video sau thì mình sẽ làm cái video đó là chia sẻ cái camera email này với một cái điện thoại khác nhé, giúp các bạn có thể là chia sẻ camera cho người thân trong gia đình chẳng hạn. Đó. Rồi mình sẽ dừng video này tại đây. Nếu các bạn thấy video này của mình hay và hữu ích thì hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi những cái chia sẻ tiếp theo của mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình nhé.